Hình ảnh đẹp, người dân Đà Nẵng mang đồ ăn, thức uống tiếp sức cho lực lượng bảo vệ khu cách ly Covid-19. Đây là kênh YouTube Dân Trí và chào mừng các bạn đã quay trở lại với chúng tôi. Nhiều người dân Đà Nẵng đã mang cơm, nước cam, bánh kẹo, trái cây đến tiếp sức cho các chiến sĩ công an và những lực lượng đang làm nhiệm vụ bảo vệ tại các khu cách ly ở Đà Nẵng. Những ngày qua, tình hình dịch Covid-19 ở thành phố Đà Nẵng đã bớt căng thẳng khi không phát hiện thêm ca dương tính nào. Tuy nhiên, công tác phòng chống dịch Covid-19 vẫn được chính quyền và người dân thực hiện rất chặt chẽ. Bên cạnh những nỗ lực phòng chống dịch của cơ quan chức năng, thì tại những khu cách ly, tình người cũng được thể hiện qua từng hành động thật ấm áp và bình dị. Để tiếp sức cho những người ở tuyến đầu chống dịch, những ngày qua, rất nhiều người dân Đà Nẵng đã liên tục mang cơm, nước uống, bánh kẹo, trái cây đến tặng cho lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ bảo vệ tại các khu cách ly. Theo ghi nhận của phóng viên, tại khách sạn Vanda, đường Nguyễn Văn Linh, quận Hải Châu, Đà Nẵng, nơi đang cách ly hàng chục người tiếp xúc gần với hai du khách người Anh nhiễm Covid-19. Hàng ngày, luôn có những người dân mang đồ ăn, thức uống đến tặng các chiến sĩ công an đang làm nhiệm vụ ở đây. Là một trong những người cùng đồng đội, ngày đêm túc trực tại khách sạn Vanda, từ khi mới có quyết định cách ly, Thiếu tá Nguyễn Thị Ngọc Tuyết, Phó đội trưởng đội cảnh sát giao thông, Công an quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng cho biết, ngay từ khi phát hiện hai du khách người Anh dương tính với virus Covid-19 đang lưu trú ở khách sạn Vanda, cán bộ chiến sĩ công an quận Hải Châu được điều động túc trực ngày đêm tại đây nhằm đảm bảo an toàn, an ninh cho mọi người. Tại đây, có hàng chục du khách và nhân viên của khách sạn Vanda được cách ly tại chỗ. Ngoài kiểm tra, xét nghiệm y tế mỗi ngày 2 lần theo quy định, thì những người đang cách ly bên trong cũng cần nhu yếu phẩm cho sinh hoạt thường ngày. Trong khi đó, ngoài lực lượng y tế thì chỉ có các chiến sĩ công an đang làm nhiệm vụ tại đây mới được tiếp xúc xa, chuyển các nhu yếu phẩm, thức ăn cho người sống bên trong khu cách ly. Do đó, suốt gần 2 tuần này, chị Tuyết và các đồng đội phải chia nhau luân phiên đứng dưới mái hiên khách sạn, thức trắng đêm, phơi sương gió bên vỉa hè để bảo vệ an toàn tuyệt đối cho khu cách ly. Các tình nguyện viên của nhóm chuyến xe nghĩa tình giá không đồng vắt hàng trăm lít nước cam để tiếp sức cho các lực lượng ở tuyến đầu chống dịch trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Thiếu tá Nguyễn Thị Ngọc Tuyết cho biết, các lực lượng túc trực tại các điểm cách ly rất xúc động trước tình cảm và sự quan tâm của người dân. Thấy được sự vất vả của các chiến sĩ, nhiều người dân sống xung quanh và người đi đường đã tình nguyện mang dù, đồ ăn và nước uống đến tặng cho lực lượng. Anh em công an phải chia nhau trực tại khu cách ly 24/24, thấy các chiến sĩ vất vả nên những ngày qua, rất nhiều người dân, từ người già đến người trẻ, liên tục mang đồ ăn thức uống đến tặng cho lực lượng vào các thời điểm khác nhau. Việc làm này khiến chúng tôi cảm thấy rất vui vì vừa thực hiện được nhiệm vụ nhà nước mà lại được người dân đồng hành như vậy, giúp lực lượng có thêm động lực và sức mạnh để cố gắng hết sức thực hiện thật tốt nhiệm vụ được giao trong mùa dịch Covid-19. Thiếu tá Nguyễn Thị Ngọc Tuyết chia sẻ, vừa chở một xe nước cam ép đến tiếp sức cho lực lượng công an đang bảo vệ khu cách ly tại khách sạn Vanda, anh Vũ Quốc Cường, thành viên của nhóm chuyến xe nghĩa tình giá không đồng cho biết, thời gian vừa qua, Đà Nẵng cũng xuất hiện một số ca nhiễm Covid-19, thấy lực lượng chức năng đang phải ngày đêm vất vả chống dịch. Do đó, chúng tôi cũng muốn đồng hành và góp một phần công sức nhỏ bé của mình để động viên tinh thần cho những chiến sĩ công an, đội ngũ y bác sĩ. Lụi hụi mang 5 hộp cơm và một lốc nước ngọt đến đưa cho một chiến sĩ trẻ. Ông Long, chú quận Hải Châu chỉ nói một câu, tôi biếu các đồng chí ít đồ ăn để có sức chống dịch. Vừa nhận lấy quà của người dân, Thiếu úy Khắc Ngọc Tâm An, công an quận Hải Châu chỉ kịp nói, cảm ơn bác, thì cụ ông này đã đạp chiếc xe cà tàng đi mất. Theo Thiếu úy An, suốt hơn 10 ngày anh làm nhiệm vụ tại đây, có những người dân ăn mặc hết sức giản dị, mang thực phẩm đến biếu cho lực lượng, rồi rời đi mà không cần nhận bất cứ lời cảm ơn nào. Có những lúc giữa đêm khuya, một số người, trong đó có cả các bạn trẻ và những cụ già thường hay mang bánh mì đến hỗ trợ anh em trong ca trực. Vì trong ca trực, anh em không được đi ra ngoài để ăn uống, do đó những việc làm này của người dân có ý nghĩa rất thiết thực và khiến anh em chiến sĩ cảm thấy rất ấm lòng. Hơn 10 ngày túc trực tại đây, tôi và các đồng đội đã được người dân giúp đỡ rất nhiều từ những hộp cơm, ổ bánh mì cho đến chai nước lọc, ly cà phê. Anh em chiến sĩ cảm thấy biết ơn, tình cảm của người dân rất nhiều. Thiếu úy Khắc Ngọc Tâm An chia sẻ. Đừng quên đăng ký và bấm chuông để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất từ kênh YouTube Dân Trí các bạn nhé!